Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Đây là chuỗi chia sẻ các cái tư duy, các thói quen vô cùng khác biệt của người giàu so với người nghèo. Vâng, ở các video lần trước thì Phạm Thành Biên đã chia sẻ cho quý anh chị là 14 tư duy khác biệt rồi. Và đây là cái video cuối cùng chia sẻ tư duy khác biệt thứ 15 và thứ 16 trong chuỗi 16 tư duy khác biệt của người giàu so với người nghèo. Ở tư duy khác biệt thứ 15 thì người giàu liên tục làm với là gì? Để nhận được, với cái tư duy là liên tục họ làm để mong muốn nhận được một cái kết quả công việc như họ mong muốn. Còn đối với người nghèo thì họ liên tục làm, thực thi công việc chỉ để mong nhận được lương. Đó là hai cái tư duy rất là khác biệt. Người giàu thì họ làm tất cả các công việc họ mong muốn đạt được thành quả, thành tích trong cái việc kinh doanh đầu tư của họ. Có thể bất chấp là 1 năm, 2 năm, 3 năm và họ chỉ mong muốn đạt được cái điều kết thúc cái dự án đó họ được gì mà thôi. Còn lại người nghèo thì họ gì? Họ đòi hỏi là làm và nhận lương theo thời gian. Đó là hai cái tư duy vô cùng khác biệt. Một người thì họ hướng đến kết quả, mong muốn đến kết quả, nhận được kết quả thành tựu to lớn. Còn một người là gì? Chỉ mong muốn là nhận theo kết quả theo thời gian. Có thể cái thời gian đó làm họ không ra hiệu quả nhưng họ vẫn đòi hỏi. Đó là cái tư duy rất là khác biệt. Còn người giàu, kể cả họ đi làm thuê, kể cả họ đi làm công ăn lương thì họ vẫn tư duy họ là người chủ. Họ là gì? Chủ động, họ tạo ra cái sân chơi này, họ tạo ra cuộc chơi này và họ cống hiến cái cuộc chơi này là để mong mưu cầu là họ nhận lại được một kết quả là đạt được cái sự tự do, đạt được sự giàu có thông qua những công việc, thông qua những sự cống hiến của họ, thông qua những cái giá trị họ trao cho cộng đồng. Còn lại người nghèo thì họ tư duy là đi làm công ăn lương và nhận tiền theo giờ. Đó là hai cái tư duy vô cùng khác biệt. Người giàu và người nghèo thì bao giờ nó cũng có những cái khác biệt rất lớn. Và việc của chúng ta là chúng ta học tập làm theo những cái tư duy, những cái thói quen của người giàu, mô phỏng lại họ để sớm biến cuộc sống của mình trở nên giàu có và thịnh vượng, hạnh phúc, tự do. Ở cái tư duy khác biệt thứ 16 là người giàu thì hành động bất chấp nỗi sợ hãi, còn người nghèo thì nhìn đâu cũng thấy nỗi sợ hãi, nhìn đâu thấy cũng nỗi lo lắng, nhìn đâu thấy cũng thấy cái rào cản. Đó là cái tư duy vô cùng khác biệt ở cái tư duy số 16. Người giàu họ hành động ngay cả khi họ chưa sẵn sàng. Người giàu họ hành động ngay cả khi họ chưa có đủ. Người giàu thì họ hành động ngay cả khi họ chưa đầy đủ điều kiện. Còn người nghèo thì họ chờ đến khi cơ hội, chờ đến mọi thứ được hoàn hảo, được tròn vẹn thì họ mới dám hành động. Thì thực sự trên cõi đời này không có cái gì là hoàn hảo hết. Trên cõi đời này không có cái gì là mỹ mãn như vậy cả. Và nếu như chúng ta chờ nó để cho nó hội tụ đầy đủ các cái điều kiện mỹ mãn thì xin thưa là cơ hội đã vụt bay mất rồi, nó không còn nữa. Nó không còn được gọi là cơ hội nữa, nó không còn gọi là nắm bắt được nữa. Và đấy là cái khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người giàu thì họ nắm bắt cơ hội, nắm bắt điều kiện, nắm bắt biến những cái cơ hội họ nắm bắt được thành những cái công việc kinh doanh và đầu tư. Còn người nghèo thì họ nhìn thấy những cơ hội, họ chỉ nhìn thấy nỗi sợ hãi, nhìn thấy những rủi ro, nhìn thấy những thách thức thôi. Cho nên là họ hình dung ra, tưởng tượng ra là họ đã lo lắng, họ lo sợ về nó. Họ không dám hành động, họ không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Chính vì vậy, cái vùng đó liên tục giữ họ ở lại. Và họ không thoát ra khỏi điểm A thì làm sao đi được tới điểm B, đúng không ạ? Điểm A là cuộc sống hiện tại, điểm B là cuộc sống tự do, giàu có, thịnh vượng. Và họ không dám bước ra khỏi điểm A thì làm gì có ai, có nguồn lực nào hỗ trợ họ để họ tiếp tục di chuyển đến điểm B được. Vâng, đấy là cái tư duy khác biệt thứ 16, cũng là cái tư duy khác biệt cuối cùng trong cái chuỗi series video chia sẻ những cái tư duy khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người giàu thì luôn khẳng định, luôn hành động ở trong điều kiện chủ động. Họ biết rằng là tất cả mọi cơ hội, tất cả mọi điều kiện, tất cả mọi công việc kinh doanh, công việc đầu tư, không có công việc nào là hội tụ đầy đủ những cái tiêu chí họ đưa ra cả. Họ chỉ cần biết nhận diện được cái cơ hội này có thể để tạo ra một cái dòng tiền, có thể tạo ra được một cái kênh thu nhập, và họ sẵn sàng hành động ngay cả khi họ chưa sẵn sàng. Nhiều người chia sẻ với tôi rằng là đến khi nào em có nhiều tiền thì em mới tham gia đầu tư. Thưa, xin thưa với các bạn, tôi lại hỏi câu hỏi ngược lại, thế theo bạn, bạn định nghĩa thế nào là nhiều tiền? Và đến lúc nếu mà mình có nhiều tiền rồi thì mình có làm nữa không? Nếu phải là tôi, khi tôi đã có nhiều tiền rồi thì tôi sẽ không phải làm gì nữa cả. Bởi vì là lúc đó tất cả những cái tài sản, những cái công việc, những cái cơ hội đó, những cái công việc kinh doanh đó, những công việc đầu tư đó, nó tự động làm việc và sinh ra lợi nhuận, sinh ra tiền cho tôi rồi, thì tôi làm gì phải làm nữa. Chính vì khi các bạn chưa có tiền, các bạn chưa có công việc kinh doanh, chưa có công việc đầu tư, lúc đó là các bạn mới phải học tập, các bạn hành động để xây dựng cho mình các cái công việc kinh doanh, xây dựng cho mình các cái cơ hội đầu tư.
thì dần dần nhiều con sông nhỏ hội tụ lại với nhau thì mới thành một dòng chảy lớn. Mỗi một công việc cho bạn một dòng tiền nhỏ, và nhiều cái dòng tiền nhỏ đó mới tạo cho bạn một cái kênh thu nhập, một cái dòng tiền lớn, và giúp cho bạn mới giàu có, tự do hiện thực hiện được những cái giấc mơ trong cuộc đời của bạn. Vâng, nếu như bạn chưa biết tìm kiếm các cái cơ hội như thế nào thì bạn có thể tìm xuống dưới video này cái đường link đăng ký, vào đó tôi sẽ gửi cho bạn các cái ý tưởng, các cái công việc kinh doanh, và đặc biệt là trong công việc đầu tư thì tôi có kinh nghiệm hơn 12 năm qua, tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ được bạn, cho những người từ mới bắt đầu chưa biết gì có thể làm chủ, từng bước làm chủ để xây dựng cho mình một cái kênh thu nhập thông qua việc đầu tư. Vâng, từ cái công việc đầu tư đó bạn thành công, bạn sẽ mở ra một chân trời mới với rất nhiều cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư, và từ đó bạn có thể set up cho mình các cái cơ hội kinh doanh tiếp theo, có thể là cơ hội kinh doanh thứ 3, thứ 4, thứ 5. Và những cái công việc kinh doanh đó, công việc đầu tư đó sẽ giúp cho bạn tự do, tạo ra cho bạn những nguồn thu nhập thụ động, và đến một lúc nào đó bạn sẽ được tự do hoàn toàn trên cuộc đời tuyệt vời này. Bạn có thể đi đến bất kỳ đâu bạn muốn, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn, và bạn lúc đó bạn sẽ có những cái đam mê của mình, thực thi những cái cuộc sống như bạn hằng mong ước. Vâng, Phạm Thành Biên sẽ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị, và mong hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo. Hãy theo dõi, đăng ký vào kênh của Phạm Thành Biên, bấm vào nút chuông để khi Phạm Thành Biên đăng những cái video mới lên thì bạn hoàn toàn biết, và lúc đó bạn là sẽ là người mới nhất để tiếp cận những cái video chia sẻ những cái tư duy, những cái công thức, những cái thói quen vô cùng khác biệt của người giàu và người nghèo. Và trong kênh này tôi còn hỗ trợ hướng dẫn cho quý anh chị các cái công việc kinh doanh, các cái công việc đầu tư, chia sẻ những cái trải nghiệm từ bản thân với cái kinh nghiệm kinh doanh từ năm 2003 đến nay, và công việc đầu tư trên thị trường tài chính từ năm 2005 đến nay. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ tất cả những anh chị, những người mới tinh, mới bắt đầu vào kinh doanh, mới bắt đầu vào đầu tư, những cái kiến thức nền tảng giúp bạn đi lên từng bước xây dựng cho mình một đế chế riêng của mình. Vâng, Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.